Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Vì đâu nặng tình như thế của tác giả Vua Chết, tập 22. Cuối tuần này mày không muốn về nhà rồi. Lúc mày nói ra câu này tôi lập tức tưởng tượng tới cảnh tôi vừa bước chân tới nhà, bố cầm bình trà quăng thẳng vào mặt tôi. Vậy nên tôi rất nghe lời không dám phát mặt về, cùng với Từ Tiểu Thiền đứng ven đường ăn hạt sấy nướng. Nếu mẹ tao với bố tao mà nói chuyện không xong thì làm sao bây giờ? Tôi hỏi Từ Tiểu Thiền. Tao thấy bố mày tao thế nào cũng giết tao chết, đảm bảo luôn. Lúc tao đây không chịu học đá bóng thiếu chút nữa thì ông đã muốn giết tao rồi. Đi trốn. Tay Từ Tiểu Thiền thoăn thoắt bóc hạt sẻ. Đợi một khoảng thời gian tới khi ông hết giận, mày tới gặp ông khóc lóc gào rống cho ông chấp nhận mày. Mày nói thì hai chứ toàn làm ngược lại. Đây là điều tao rút ra được sau khi sự kiện ở Mỹ ngày xưa. Từ Tiểu Thiền nói rất nhạt, cứ như đó là chuyện của ai khác. Tôi còn đang suy nghĩ nó có phải mất bao nhiêu thời gian để vết thương khép miệng, hay là phải nói tới bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Từ ra nếu như mày nói là... Nếu như thôi. Tôi cầm lấy hạt sẻ đã bóp trên tay nó, vừa ăn vừa hỏi. Nếu như mày được đối mặt một lần nữa, mày có nói như vậy không? Không đâu. Vậy mày sẽ nói thế nào? Thì nói hai đứa con tập kịch thôi. Nhảm nhí. Tôi thấy hơi buồn cười. Nói vậy sao có người ta tin? Vấn đề không phải là tao nói như thế nào, mà là tao có nói sao thì cậu ấy cũng sẽ như vậy. Chỉ là nếu tao không thừa nhận, vĩnh viễn sẽ có lỗi với cậu ấy. Nếu như mày gặp lại cậu ấy lần nữa, mày suy nghĩ như thế nào? Bỏ chạy sao? Chạy cái xì móc, tao sớm đã nghĩ rồi. Hai câu đầu tiên là thật xin lỗi. Câu thứ hai, nếu lúc ấy cậu cho tôi chút thời gian tôi sẽ giải quyết thật tốt. Một cơn gió nhẹ thổi lớn, thổi luôn cả những câu tôi muốn nói ra. Tôi ôm nó, nếu như được bàn cho một lời ước tôi sẽ ước ngay rằng hãy cho hai người họ có thể tình cờ gặp được nhau ở một nơi nào đó. Hạt sẻ là một món ngon, đặc biệt là khi có người bên cạnh bóc cho mình, chỉ cần nhìn bỏ vào nhà miệng nhai, thế nên tâm trạng tôi cũng rất tốt. Lúc Lăng Tiêu gọi tới tôi rất hớn hở mà nói hay. Kiều Dương đó sao? Lăng Tiêu có vẻ không thích ứng được sự hoạt bát của tôi. Kiều đại gia của anh đây. Tôi đành trở về mua đồ bình thường. Anh tưởng mình gọi nhầm số chứ. Lăng Tiêu cười. Đi, mình đi câu nha. Câu cái gì? Cá. Cũng đã xế chiều rồi còn câu cá. Câu cá đêm, đến chiều mình cắm trại, trưa mai mình về. Hai đứa mình thôi hả? Tôi bắt đầu tưởng tượng anh làm ruộng em dệt vải, anh đốn củi em nấu nước. Có đám bạn anh nữa, không thì em rủ mấy đứa bạn em luôn đi, nhiều người sẽ vui hơn. Tôi nhìn qua Từ Tiểu Thiền dùng cùi trỏ huých nó. Đi câu cá không? Lăng Tiêu. Không đi, làm bóng đèn sao? Đâu phải chỉ có tao với anh còn người khác nữa mà. Một chuỗi bóng đèn, này là đèn neon luôn rồi không đi. Đèn, tôi nói vào điện thoại. Em đi ngay, cùng lắm thì em không câu cá cũng không dừng trải đâu. Vậy em lo ăn đi. Nào giờ tôi chỉ lo chuyện ăn thôi. Tôi cầm bọc hạt sẻ ra đứng ngoài đường chờ Lăng Tiêu tới đón. Nói chính xác thì căn bản tôi chẳng biết nên mang theo cái gì. Tôi hỏi Từ Tiểu Thiền đi câu cá thì mang theo dây. Nó nghĩ rất lâu rồi trả lời, quần bơi đi. Khi Lăng Tiêu lái xe tới trước mặt tôi mới hay là chẳng cần mang theo gì hết. Anh còn để cả thuyền phao lên mui xe. Đây là câu cá hả? Anh có xác định đây không phải là đi đóng quân hả trại chứ? Tôi lên xe thấy đằng sau có để đầy đường dụng cụ câu cá. Vừa câu vừa ăn. Lăng Tiêu nghiêng người hôn lên mặt tôi một cái. Bọn mình đi tát cá luôn. Nếu là câu không được hoặc câu không đủ ăn thì sao? Vậy thì đổi thành rừng trại làm tiệc nướng, mang thêm nhiều đồ ăn lắm. Vậy thì là đi đóng quân rồi. Em thôi đi. Lăng Tiêu còn phải nói nên người lái xe vòng ra ngoài thành. Chóng mặt không? Lúc đang kẹt xe anh quay đầu sang nhìn tôi. Không. Tôi lấy chân gác lên tủ xe, ngồi dựa vào ghế tìm tư thế thoải mái. Anh còn không định nói chuyện tay anh bị thương ra sao? Bố anh. Lăng Tiêu trả lời ngắn gọn, mắt nhìn về phía trước. Giờ đang lúc kẹt xe, anh cứ nhìn chằm chằm về phía trước như thế. Bố anh chém anh sao? Tôi hơi giật mình. Tôi cảm thấy chỉ có lúc mình tưởng tượng lung tung mới ra được cảnh bố đi chém mình, không nghĩ tới việc bố Lăng Tiêu lại làm thật luôn. Anh nhận ra là em ngốc dễ sợ. Lăng Tiêu phá lên cười, nắm lấy cằm tôi. Nếu là chém thật, tay anh làm sao còn ở đây, lúc tức giận ở với cầm cà tà ném tới, anh đưa tay ra đỡ thôi. Há ơi, bố anh dữ dằn thật. Tôi cảm thán nhìn tay anh, là vì... Anh nhìn tôi rồi cười không lên tiếng. Chứ không phải vì... Tôi giàu dự chính là vì khúc sau, tôi định nói là vì Đỗ Tầm Vũ hay vì tôi. Là vì em, cũng lắm thì chẳng có gì hết, tới lúc này rồi thì bố không quản được chuyện của anh nữa. Cơ mà lâu lâu nhớ tới, thế mình tùy thầu nên có chút buồn bực. Chuyện này là sao đây? Tôi đột nhiên nghĩ bố tôi liệu có đang ca thán kiểu già tuyệt đại hậu rồi không? Trước kia bố có nói thằng con này nuôi cũng như không, bây giờ lời tiên đoán đã thành sự thật. Chắc hiện tại bố rất hối hận khi nói ra những lời như vậy. Em đang nghĩ gì vậy? Xe trên đường bắt đầu di chuyển. Lăng Tiêu vừa khởi động xe vừa quan sát nét mặt của tôi. Đồ Tầm Phố có đi chưa đó? Tôi hỏi không đầu không cuối. Chưa đi, em để tâm tới chuyện anh ánh đi hay không phải sao? Đó chính là tương đối để tâm, tương đối thôi. Nếu không phải nể mặt anh, mẹ nó, em đã muốn đánh hắn. Vì sao? Cái gì là vì sao, có cần phải nói câu vì sao hả? Anh còn chưa muốn đánh hắn đây. Đó gọi là tình cũ khó quên. Tôi tiếp tục ăn hạt rẻ. Đây là ghen đó sao? Lăng Tiêu cười rất vui sướng. Ghen cái ông nội anh. Tôi thong thả mà ăn tiếp. Tâm tình tôi lúc này cũng không tệ. Em không chịu được những gì hắn đã gây ra cho anh. Vấn đề chính là không phải cả đời này anh cũng không quên được hắn sao? Hắn là hắn biết tổng điều này rồi. Em thì cũng đã xác định. Căn bản em không biết có bao nhiêu người em thích. Ừ, em thích nghe câu này. Tôi vuốt mặt anh một cái. Tới đây thường chưa cưng. Lăng Tiêu ngoan ngoãn quay đầu tôi sang. Tôi vui vẻ mở ngăn kéo lột kéo mút bọt vào miệng anh. Thưởng cho anh đó, anh phải ngoan ngoãn biết chưa? Chuyển Đố Tầm Vũ ấy, quên không được thì gói lại. Em không phải là người không biết lý lẽ. Cơ mà đừng để em thấy anh trưởng nhớ hắn. Nếu không em sẽ cho anh biết cái gọi là bạo hành. Anh yêu em. Hả? Lăng Tiêu không nhìn tôi khi nói những lời này. Tôi lại bị anh làm cho hết hồn. Cũng nghĩ như lần đầu tiên anh nói anh thích em với tôi. Anh yêu em. Anh còn nói tiếp. Lên level rồi hả? À, vậy em có lên level hay không đây? Đừng có gấp. Biến. Trước giờ anh không nói những lời này với người khác. Suốt con đường tôi cứ nghĩ mãi tới chuyện lên level này. Lặng lẽ quan sát Lăng Tiêu rất nhiều lần. Anh vẫn cứ bình tĩnh, không lộ ra sơ suất gì. Vậy nên tôi xem như đây là biểu lộ chân tình. Tôi nghĩ mình còn chưa tới mức lên level như vậy. Lăng Tiêu không phải người đầu tiên tôi thích. Dĩ nhiên nhưng là người đàn ông đầu tiên tôi thích. Dù cho cái vụ người đàn ông đầu tiên này khiến tôi mang cảm giác không được tự nhiên, nhưng rõ ràng anh là người tôi thích nhất. Tôi có thể vì anh và lấy dũng khí ra đối mặt với bố mẹ. Cho nên là tôi thật lòng mà thích anh. Chuyển lên level gì đó cũng sớm hay muộn thôi. Tôi nghĩ thế. Kiều công tử, đã lâu không gặp rồi. Đình Bằng có lên cửa sổ xe rồi gọi tôi. Đã lâu không gặp. Tôi mở cửa bước xuống xe thấy Đình Bằng lại không được tự nhiên. Có 4 chiếc xe đầu ở chỗ tụ tập. Trừ Đình Bằng tôi biết ra còn 10 người khác, có nam có nữ, đều là người tôi chẳng quen. Chờ đã, có một cô gái tôi từng gặp. Đây không phải là cô nàng bị anh cho ăn bơ lần trước sao? Tôi hỏi giọng hỏi Lăng Tiêu. Hờ, em còn nhớ nhỏ đó hả? Lăng Tiêu quàng tay qua vai tôi. Phớ phận, không nhớ sao được, chưa kể là nhỏ. Tôi nhìn qua cô kia một chút, nhỏ ăn mặc rất bốc lửa. Tôi vừa nhìn qua người nhỏ là biết, quét mắt sang chỗ khác. Sáng người cũng siêu chuẩn ha. Trong các cô mà anh biết thì sáng của nhỏ là hấp dẫn nhất. Lăng Tiêu thì thầm vào vai tôi. Chà, Lăng là thiếu gia, tới trễ nha, để nhiều người chờ anh như vậy. Cô nàng kia bước tới, giọng nói rõ là rất khó chịu. Lúc nhỏ nhìn tôi có cảm giác rất hung hăng. Giới thiệu một chút, đây là Kiều Dương, bạn anh. Lăng Tiêu chỉ vào nhỏ nhìn tôi nói, bọn em gặp nhau rồi, Hứa Bội Bội. Ừ, không nghĩ là thế, gặp cậu ở nơi này, đảm bảo cậu với Lăng Tiêu không phải là bạn bè bình thường đâu. Hứa Bội Bội nhìn tôi một cái hất hàm, lời nói này đầy sự chua ngoa làm tôi thấy chắc phải nghiến răng kèn kẹt mà nói. Bội Bội, mau lên xe tôi ngồi dùm đi. Đình Bằng bước tới kéo Hứa Bội Bội về phía mình. Lên xe ngay, mình đi lên nè. Không muốn làm gì tôi, trước kia có dân Đỗ Tầm Phú theo tôi vẫn được ngồi xe ánh, giờ đổi người rồi tôi lại không được ngồi hả? Hứa Bội Bội hất tay Đình Bằng ra, nhìn Lăng Tiêu như muốn khiêu khích, tôi hơi lúng túng, may mà mọi người xung quanh đều đang chuẩn bị đi. Giọng của Hứa Bội Bội cũng không lớn lắm, không ai nhìn qua bên này. Đây là Kiều Dương, không phải là Đỗ Tâm Vũ. Lăng Tiêu nói, mở cửa xe cho tôi lên. Em muốn đi lên xe Đình Bằng, không muốn thì cứ đứng ở đấy. Bị sủng tôi cái, bà nội ơi, lên xe tôi chở đi. Đình Bằng lại kéo Hứa Bội Bội. Không phải chỉ là bạn bè tôi sao, thế mà đối xử với tôi như thế. Hứa Bội Bội nhìn qua tôi, tay tôi đang nắm cửa xe, trong nháy mắt có xúc động muốn phóng xuống phàng cho nhỏ cái bàn tay. Tôi để cả hòng hò nhỏ nhỏ. Em nói cái gì? Lăng Tiêu chụp tay Hứa Bội Bội lại, làm nhỏ hơi lảo đảo, hành động này hơi mạnh tay, thêm nữa là Hứa Bội Bội hét lên làm cho người đã lên xe rồi cũng phải nhìn. Hey, Lăng Tiêu à, phải bình tĩnh đã, cậu cứ đi đôi co với một cô nhóc làm gì? Có người bước tới kéo Lăng Tiêu lại. Nghe câu này mới hay, đây không phải là lần đầu tiên Lăng Tiêu cãi nhau với nhỏ. Em vừa mới nói gì? Lăng Tiêu không để tâm tới người khác, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Bội Bội. Trước kia có vì Đỗ Tầm Vũ anh cũng không đối xử với em như vậy, sao quá đáng thế? Không cho em ngồi xe anh, thuần miệng nó mấy câu mà anh lớn tiếng như vậy. Giọng nói của Hứa Bội Bội cũng nức nở, nhưng không có chút nhường bộ nào. Anh nói nhé, đây là Kiều Dương, anh cảnh cáo em nói chuyện phải chú ý một chút. Lăng Tiêu kéo nhỏ lên xe của Đình Bằng. Anh có thể giết người vì cậu ấy, em không cần phải chào anh nữa đâu. Tâm tình hiện giờ của tôi cũng khá là kỳ quái, phần thì thấy Hứa Bội Bội, phần lại hài lòng với cách xử lý của Lăng Tiêu dành cho nhỏ. Vậy nên lúc ngồi trên xe tôi một mực im lặng, không nói lời nào. Nhỏ ấy mồm mép tép nhảy về thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu khởi động xe đi theo nhóm người. Nhỏ có quan hệ thế nào với anh? Tôi không nhìn được thì phải hỏi. Với những điều mà tôi biết rõ về Lăng Tiêu, thực sự không nghĩ ra lý do anh chịu đi chung với nhỏ. Bộ anh, thiếu nợ thì nhỏ đó hả? Em nói cái gì vậy? Lăng Tiêu cười, nhỏ là con gái đối tác làm ăn của bố anh, quen biết anh từ hồi bé rồi. Trước giờ bố nhỏ tốt phanh lắm nên anh vẫn ráng nhìn chịu đựng. Hà, thành mà chúc má. Tôi được mở rộng tầm mắt, trách sao Hứa Bội Bội làm kèm như vậy. Lăng Tiêu vẫn đang dí mà thở dài thườn thượt. Anh nên hiểu lòng lời này của em như thế nào đấy? Em thấy rất bực mình nhỏ, muốn xé né xa ra thôi. Tôi trả lời cũng rất nghiêm túc. Anh bảo Đình Bằng quăng nhỏ xuống khỏi xe vậy. Lăng Tiêu nghe xong giảm tốc độ lại, lôi điện thoại ra. Thôi. Tôi vỗ lên tay có chút nhài ngùng. Không tới nỗi, đừng làm khó mọi người và làm cho mọi người không thoải mái. Em thoải mái là được. Lăng Tiêu có vẻ rất bất mãn. Em cũng không thoải mái đâu. Thật hả? Anh lớn lên trong lồng kính hả? Em lại muốn mắng anh ngốc chứ gì? Muốn vậy đó, ý kiến hả? Không có, sao em lại thích mắng người như vậy? Nhỏ tới lớn em là vậy đó, anh muốn sao? Không có sao, anh thích. Đồ ngốc. Thế đó. Hồ cầu cá rất lớn, mùa này nước chưa lên cho nên sẽ có thể theo đường đất mà vòng xuống. Hơn nữa còn có thể chảy xuống bãi cỏ bên hồ nước. Đám người bên Lăng Tiêu muốn dừng chân để đổ xuống. Tôi đang suy nghĩ có nên xuống đây không. Hôm nay người câu cá không nhiều. Đình Bằng nói cũng ít có người câu cá đêm. Hồ này xa ít người chiều tới. Vậy thì mình dừng ở đây làm tiệc nướng, không thể trông mong đám người này câu được cá. Đình Bằng liếc mắt nhìn mấy người kia đem dụng cụ xuống, cảm thấy rất ngán ngẩm. Cậu ló câu đi, tôi đi cùng cậu. Lăng Tiêu nói với Đình Bằng, ôm tôi từ phía sau, tay nắm chặt cằm tôi. Đại Bằng chuyên tâm lắm, nếu không phải bị bắt buộc đảm bảo không chịu đi đâu cũng với mấy người kia đâu. Kiều công tử cũng câu hả? Đình Bằng nhìn tôi một cái, làm như không thấy hành động mờ ám của Lăng Tiêu, thật làm cho tôi cảm động. Tôi là anh thôi. Đình Bằng hơi sốc, lắc đầu khiển đổ bước lên mặt tôi. Đi, anh giải cho em. Lăng Tiêu cầm túi đồ từ trên xe, nói về phía đám người đang mang vị nướng ra. Giao cho các cậu đấy, đừng tới gần nước quá. Hứa Bội Bội đang kéo một chiếc lều từ xe Đình Bằng xuống mái cỏ. Nghe nói vậy thì liền quay đầu nhìn chúng tôi. Lúc lướt qua mặt tôi, cô nàng dữ tợn lên hẳn, nhìn chòng chọc. Tôi xoay đầu suy nghĩ một chút, đốt tay vào cuộn làm dấu ngón sữa xem như từ an ủi. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Lăng Tiêu, nhìn anh lấy ra mấy cái cần câu dài ngắn có đủ, Lôi cầm lấy cái lọ từ trong túi Đình Bằng, nhìn tôi cười một cái. Xem chút đi. Anh mở cái lọ ra đưa đến. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn thử. Bên trong cứ đen đen tối tối không thấy rõ. Tôi cầm lấy cái lọ đưa tới gần mắt. Hay, đây là thứ gì? Cái gì đó nhúc nhích trong lọ, xém xíu nữa thì đã quăng cái lọ vào mặt Lăng Tiêu. Con run. Lăng Tiêu bật cười, nét mặt cũng hí hửng khi đã làm xong một trò tội ác. Lấy đâu ra nhiều vậy hả? Tôi nhảy dựng đối với những sinh vật không chân, lấy việc uốn éo để di chuyển tôi đều mang lối sợ hãi. Thì nuôi. Lăng Tiêu chỉ vào Đình Bằng. Đình Bằng nhìn tôi một cái, lấy đôi đũa ra từ túi sách đưa vào kẹp sùn trong họ. Tới con sùn và cậu cũng sợ. Không phải là... Tôi đứng cách xa chỗ mép nước của Lăng Tiêu. Anh cầm đũa làm gì? Ăn. Lăng Tiêu không chút suy nghĩ lên tiếng. Cái gì? Anh đừng làm em thích gớm có được không? Gắp con sùn ra ngoài. Anh cũng muốn lấy cái thứ kia câu cá sao? Ừ, rẻ móc mồi. Lăng Tiêu nhìn quanh cuốc tảng đá để ngồi xuống. Em không học, em bị chứng sạch sẽ nha. Tôi kiên quyết cự tuyệt, kiên quyết không đụng vào mấy con giun. Lăng Tiêu không ép buộc tôi lo bận rộn phần mình, còn lấy ra mẩu giấy giống như cao lương ném xuống. Sau đó còn lẩm bẩm cái gì đó nói cho tôi nghe. Gì mà đánh ổ, lăn ổ, tôi cứ thấy ổ kẹt kẹt. Tôi vẫn cho rằng câu cá là lấy kẻ chốt ra vào một cái, sau đó thong thả đợi, thế là bắt được cá. Phức tạp quá đi. Tôi ngồi bên cạnh nhìn Lăng Tiêu bận rộn. Trời vui lắm, cũng ngồi câu cá thì cái gì cũng không thèm làm. Anh móc con giun vào lưới câu, tôi cứ thấy những ngón tay lồn xinh đẹp của anh mà đi. Cầm con giun thật sự là khó mà tin nổi. Anh thường đi câu cá hả? Ừ, không có việc gì thì sẽ đi câu, hay cùng đi với Đình Bằng, mỗi tháng 1-2 lần. Đình Bằng vùng kể đi, tôi rụt đầu lại theo phản xạ có điều kiện. Hay chả, sợ anh quăng trúng người em hả? Biết đâu được, chồng anh chẳng sống đi câu cá cho lắm. Lúc anh bắt đầu đi câu cá em còn... còn chưa ra đời đúng không? Dẹp đi, dù sao em cũng chẳng nghe được xem được như anh vô tội. Em còn đang mặc tá. Lăng Tiêu nói, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, không biết là cái dạng gì. Nửa câu sau anh nói bằng tiếng địa phương, tôi quen dùng tiếng phổ thông nên nghe suốt cả buổi vẫn chẳng hiểu anh nói gì. Cái gì? Em là người nơi khác tới hả? Lăng Tiêu nhíu mày. Em là đại gia của anh. Tôi mới kịp phản ứng. Em có mặc tá thì cũng ngọc thủ lâm phong, một nhánh hoa lê ấp hải đường. Thật sao? Lăng Tiêu nối cánh tay rồi vòng qua người tôi, để anh xem thử. Thiệt, chú ý tư cách. Tôi đẩy anh ra. Muốn xem em mặc quần boxer thì phải tới lúc chỉ có em và anh. Cảm đoàn chấm dứt chuyển đấu tầm vũ nhé. Ừ, đúng vậy. Không phải bây giờ anh chẳng can chi đến chuyện chúng ta sao? Anh nhìn xung quanh rồi áp lên, mau lên, thừa dịp không có ai thấy mình hồn cái nào. Biến đi, mặt anh thật dày đó. Đối với em là phải vậy mà. Lăng Tiêu cười rồi ngồi xuống bắt đầu câu cá. Thật ra trong mắt tôi chính là cầm gậy trước nhìn mặt nước ngần người. Anh nhìn những cần câu đã sang lặng lặng nhìn. Nếu như không bận tâm thì đám người lao nhào dừng trải đằng kia. Bầu không khí trước mắt thật tuyệt vời. Tôi bó gối ngồi xuống nhìn mặt nước không chút gợn sóng. Nhìn Lăng Tiêu cảm giác cũng không nhàm chán cho lắm. Anh đẹp không? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Lên mặt cái gì đẹp khỉ mốc hả? Phải sao em nhìn anh mãi thế? Không có gì thì mới nhìn anh, đừng có tinh tướng. Lăng Tiêu không đáp lại lời tôi. Đột nhiên nhảy cẫng lên cầm lấy một cần câu gắn vào khê đá. Tôi đi theo nhìn. Cái phao vốn ở trên mặt nước đã bị kéo xuống. Kéo cá lên, Lăng Tiêu nói. Chỗ nào? Tôi nhìn mãi chỉ thấy ngoài mặt nước có chút rườn rè chẳng có gì hết. Đi lấy lưới vớt, anh ra lệnh cho tôi. Nó là cái gì? Tôi đứng lên xoay một vòng cũng không thấy cái lưới nào. Đình Bằng, Lăng Tiêu hô một tiếng, lấy lưới vớt. Chà, nhanh vậy. Đình Bằng trả lời một câu, cầm đồ vớt cá chảy tới. Chính là cái vợt để vớt cá này. Là bảo là lưới cái gì, còn vậy sao tôi hiểu. Lăng Tiêu lấy cần câu lên, từ từ kéo dây. Đình Bằng khom người nhìn chằm chằm mặt nước. Khi cá bị kéo gần mặt nước tôi mới thấy rõ nó lớn thật. Ít nhất cũng 2 kg đó. Đình Bằng lấy vợt cá lên bỏ vào một thùng nước. Tôi đứng bên thùng nghiên cứu một hồi. Là một con cá chấm cỏ. Cũng không phải là khó câu lắm hả? Tôi nói, đây là khi câu được. Đình Bằng nhìn tôi một cái, chậm rãi trở về ngồi câu cùng mình. Cậu phải rất bất đắc dĩ khi đụng phải một kẻ mặt ngoài nghề như tôi. Cậu hả, anh về cho em? Lăng Tiêu hỏi. Thử cái đã. Sau 2 tiếng đồng hồ tôi hoa mắt chóng mặt, cố gắng lắm mới không khiến cho dây cậu bị xoắn lúc còn đi, mà còn lại đứt hết 3 sợi dây nữa chứ. Ké thì một con cũng chẳng có, vậy ké còn không được một màu. Lăng Tiêu cũng không để được con nào trừ chấm cỏ mới nãy, bên Đình Bằng lại được những mấy con liền. Hồi đế, tôi ném cần cầu sang một bên nằm trên tảng đá. Trời, cái quỷ này vui chúa nào chứ? Không phải là câu cá không khó sao? Lăng Tiêu nằm xuống tựa vào tôi mỉm cười. Đừng có mà kích em. Không phải là muốn câu sao, tiếp tục đi. Không muốn đồng đậy, mệt rồi. Lăng Tiêu quay mặt sang nhanh chóng hôn một cái lên mặt tôi. Tôi không tránh, chỉ có thể ngay lập tức chống người dậy nhìn xung quanh xem có ai thấy không. Anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Quả nhiên bữa tối biến thành tiệc tổng lừa trải. Cá tổng cộng có 4 con, lớn nhỏ không đều nhau. Nhỏ nhất là một con cá chép, dài cũng được 1 gang tay, nên làm thịt mỗi người ăn không được 1 hớp. 3 con kia đều tầm 2 kg, người 10 người giành nhau không kịp, đầm đố nát bét chỉ là mỗi người một chút, cuối cùng cố chẳng biết mùi vị cá ra làm sao. Tiếp theo vấn sửa vào gùi đùi gà và cánh gà thịt bò mà lấp đầy bụng, xem ra bộ dạng cả đám rất sung sướng và hốt lản, không biết mang bao nhiêu bia tới, nhưng mà để ra liệt ra đất. Tôi uống coca, lúc buồn tiểu thì tìm chỗ giải quyết, cũng vấp trúng chai bia, làm xém ngã lăn quay mấy lần. Ông trời của tôi ơi, hôm nay uống bao nhiêu bia rồi? Tôi nằm trong lều, bên ngoài vẫn còn đốt lửa, những người khác cũng lần lượt lò đi vào lều. Có ai xin được làm bạn không đó? Đảm bảo có. Lăng Tiêu cầm đèn pha chui vào lều, xoay người kéo khí lại tắt đèn nhào lên người tôi. Ví dụ như bọn mình nè. Khỏi trường em đó. Tôi giấy rủa nhỏ giọng nói, đây là lều không phải là phòng ngủ. Đừng gấp. Lăng Tiêu cũng cười, nằm vật vả sau lưng tôi rồi đưa tay siết tôi, mặt dán vào lưng. Anh uống nhiều quá, chóng mặt không làm ăn gì được đâu. Hai cha, mẹ nói em thật phục anh. Tôi thấy giờ khóc giờ cười. Kiều sư, anh yêu em. Anh bờ hổ nói một câu không rõ ràng. Tôi lật người nằm ngang kéo cánh tay anh qua, nghiêng đầu nhìn anh đã nhắm mắt lại ngủ. Ngủ rồi hả? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Làm sao nhanh được vậy? Anh nhắm mắt trả lời. Tôi áp sát hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt anh khép hờ nhìn tôi được một hồi, nhếch môi cười. Thêm cái nữa đi. Tôi lại hôn nữa. Tới nữa. Thôi cái con khỉ. Tôi mắng một câu hung hăng hôn anh. Hài lòng rồi. Giọng của Lăng Tiêu nhỏ dần, cứ như là ngủ thiếp đi. Lăng Tiêu. Tôi phút mặt anh cũng rất ấm. Lăng Tiêu không phản ứng. Tôi áp sát anh, đưa tay ôm lấy, nhắm mắt lại. Tôi không buồn ngủ cũng không uống bia, cho nên không chóng mặt. Trong thời khắc này tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi còn muốn thời gian dừng lại, cứ để như vậy thôi. Điện thoại lại phá không khí mà reo lên một tiếng, có tin nhắn. Tôi cực kỳ không muốn động đậy, không hề muốn động đậy, nhưng vẫn đưa tay lấy, mắt liếc nhìn. Còn là có bố tôi gửi tới. Ngày mai về nhà đi, bố nói chuyện với mày một chút.